Địa hình bề mặt trái đất rất đa dạng, có những dãy núi cao hùng vĩ, các cao nguyên và những đồng bằng rộng lớn, có khi tới vài triệu km vuông. Ngoài ra, còn có các dạng địa hình như đồi, sa mạc, bồn địa, thung lũng v.v. Núi là dạng địa hình nhô cao rõ nét trên mặt đất. Độ cao của núi thường cao trên 500m so với mực nước biển. Chỗ tiếp giáp giữa núi và mặt đất bằng phẳng, xung quanh là chân núi. Căn cứ vào độ cao của núi, người ta chia làm 3 loại: núi thấp, núi trung bình, núi cao. Căn cứ vào thời gian hình thành, người ta chia thành núi già và núi trẻ. Núi già là núi hình thành cách đây hàng triệu năm và đã trải qua quá trình bào mòn, làm bạc phẳng hơn, đỉnh núi tròn, sườn thoải, thung lũng rộng. Núi trẻ là núi hình thành cách đây khoảng vài chục triệu năm, có độ cao lớn, đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng hẹp. Các núi trẻ hiện nay vẫn còn tiếp tục nâng cao với tốc độ rất chậm. Địa hình Karster là dạng địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi. Các ngọn núi thường lởm chởm, sắc nhọn. Do nước và quá trình phong hóa lâu dài, ở địa hình Karster tạo thành các hang động. Việt Nam có rất nhiều các địa hình Karster ở Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Ninh Bình, Quảng Bình. Và có rất nhiều hang động nổi tiếng như động Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình, động Tam Thanh, Lạng Sơn, động Ngườm Ngao, Cao Bằng. Bình Nguyên là dạng địa hình thấp, bề mặt tương đối bằng phẳng, có thể hơi gợn sóng, có độ cao tuyệt đối dưới 200m. Tuy nhiên, cũng có bình nguyên cao gần 500m và rộng vài triệu km vuông. Theo nguyên nhân hình thành, người ta phân ra bình nguyên do băng hà bào mòn và bình nguyên do bồi tụ. Bình nguyên do phù sa được hình thành do phù sa của biển hoặc các con sông bồi tụ. Các bình nguyên này thường thấp, bằng phẳng, thuận lợi cho trồng cây lương thực, thực phẩm.
Đây cũng là vùng dân cư đông đúc. Cao nguyên là dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối trên 500 mét, bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, có sườn dốc hoặc vách đứng so với đồng đất xung quanh. Địa hình cao nguyên thuận lợi với việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. Đồi thường nằm ở vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng. Độ cao thường không quá 200 mét. Ở Việt Nam, đồi có nhiều ở vùng Trung Du Bắc Bộ. Hoang mạc là vùng có lượng mưa rất ít, không đủ nước để hầu hết các loại thực vật sinh sống. Sa mạc là cách gọi đối với hoang mạc cát. Ở Ninh Thuận, Việt Nam có một số tiểu hoang mạc. Đảo là vùng đất tự nhiên, có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước. Việt Nam có hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có nhiều đảo có ý nghĩa về mặt quân sự và phát triển kinh tế.